Caddy Golf là ai? Và có vai trò gì trên sân? Caddy Golf là người bạn đồng hành không thể thiếu với các golfer. Vậy thực tế Caddy Golf là ai? Họ có nhiệm vụ như thế nào? Cùng tìm hiểu chi tiết về công việc này cùng Vigol nhé! Caddy Golf là người bạn đồng hành không thể thiếu với các golfer. Vậy thực tế Caddy Golf là ai? Caddy Golf, Caddy là những nhân viên có nhiệm vụ bảo quản, chăm sóc cây gậy cho các golfer. Caddy được ví như người bạn đồng hành, phụ tá không thể thiếu trên sân. Một số Caddy Golf chuyên nghiệp còn tư vấn, hỗ trợ đắc lực khi các golfer thi đấu. Đây là đặc quyền dành riêng cho Caddy. Cụ thể, một Caddy Golf cần thực hiện những công việc sau: mang gậy golf cho người chơi. Nhiệm vụ chính của một Caddy là mang túi và đưa gậy cho golfer. Sau khi golfer đã đánh trúng thì thực hiện đưa gậy về vị trí cũ, làm sạch các dụng cụ. Các Caddy cần lau gậy, bóng trên các green và một số dụng cụ cần thiết khác trước khi đưa cho golfer. Đào hố cát. Khi golfer đánh bóng vào bẫy cát, Caddy cần phải đào hố và đánh dấu khu vực này. Đo khoảng cách. Caddy cần phải phán đoán khoảng cách từ bóng đến lỗ cờ bởi trong quá trình chơi. Golfer rất muốn đo khoảng cách để tung ra cú đánh chính xác. Thay thế dị vớt và bone mark. Khi Caddy còn có nhiệm vụ thay thế các mảng cỏ trên fairway hoặc rù bị bong chóc. Những kỹ năng mà một Caddy golf cần có, Caddy cần phải thực hiện khá nhiều nhiệm vụ trên sân golf. Công việc này yêu cầu sự nhanh nhẹn, khéo léo. Bên cạnh đó còn đòi hỏi trí nhớ tốt, am hiểu luật chơi và thông thục địa hình. Nếu muốn trở thành một Caddy chuyên nghiệp còn phải rèn luyện kỹ năng chơi tốt để chơi golf cùng khách. Khi đó, khả năng đoán khoảng cách, phán đoán hướng gió phải cực kỳ thành thạo. Ngoài ra, sức khỏe, kỹ năng giao tiếp tốt, nhất là tiếng Anh cơ bản là những yếu tố mà golfer bắt buộc phải có. Do sân golf mở cửa lúc 5 giờ 30 phút sáng nên các golfer cần bắt đầu công việc từ lúc 5 giờ. Trung bình, mỗi ngày một Caddy phải đi quanh khoảng 18 hố golf. Nhiều người nghĩ công việc của Caddy golf rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại rất vất vả và đòi hỏi nhiều yếu tố. Khi thời tiết nắng đổ lửa hay những ngày mưa, lạnh giá, các Caddy vẫn phải thực hiện nhiệm vụ mang khoảng 30kg đồ, đi bộ hàng tiếng đồng hồ trên sân golf hàng trăm hecta. Để có được công việc này, mỗi một Caddy cần vượt qua hàng trăm người khác trong đợt tuyển chọn. Trước khi vào làm chính thức, các Caddy đều phải trải qua nhiều khóa huấn luyện thể lực và chuyên môn kỹ càng để có thể phục vụ và hỗ trợ đối đa cho golfer.